Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Hiện nay thì vùng áp thấp được hình thành trên biển Đông ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp này kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay ở khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Nam trở vào cho tới Khánh Hòa sẽ có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Cũng do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Bình Thuận sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa sẽ dao động từ 34 cho đến 71mm. Trong đêm nay, thì ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến là từ 20 cho đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Bà con tại khu vực này cần hết sức lưu ý. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.